Dạ, xin được chào bác sĩ ạ. Xin chào chương trình, xin chào tất cả mọi người. Dạ, thưa bác sĩ, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng giải đáp những thắc mắc về vấn đề là tiêm vaccine cho người chuẩn bị mang thai. Vậy thì câu hỏi đặt ra là với những người họ đang chuẩn bị có em bé thì họ có nên tiêm vaccine ngừa Covid-19 hay không? Và nếu như chúng ta đã mang thai rồi mà mình tiêm thì có bị gì hay không thưa bác sĩ? Cho tới hiện nay đó, trên thế giới đó, người ta rất là cân nhắc nên tiêm vaccine cho người phụ nữ sắp mang thai hay là đang mang thai. Bởi vì người ta thấy rằng một số người mà tiêm xong mang thai 130 mấy ngàn ca ở nước Mỹ thì không thấy họ bị gì hết. Và người ta thấy rằng nếu một người phụ nữ mang thai thì vô cùng nguy hiểm khi họ mắc Covid. Họ có thể viêm phổi tới mức tử vong. Họ có thể sanh non dưới 37 tuần. Họ có thể sanh em bé dưới 2 kỳ. Thì tất cả yếu tố đó chúng ta phải hình dung được là người phụ nữ mang thai là người có nguy cơ nguy hiểm khi mắc bệnh Covid. Thì như vậy nên mình phải chích ngừa cho người phụ nữ mang thai dù ở bất cứ cái thời điểm nào. Còn nếu mình là một cái người chuẩn bị mang thai thì mình là cái người bình thường thôi. Và trong tình hình như vậy thì mình cũng nên chích ngừa khi mình có điều kiện. Dạ. Còn với những người mà họ đang sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày á, thì khi mà tiêm ngừa Covid-19 mình có nên tiêm hay không? Hoặc là nếu tiêm rồi thì chúng ta có sử dụng tiếp thuốc hay là mình dừng lại ạ? Trong tất cả các thuốc mà chúng ta đang sử dụng ngừa thai hoặc điều trị bệnh nền, chúng ta vẫn tiếp tục uống thuốc và chích ngừa sau đó vẫn tiếp tục uống thuốc. Ngoại trừ cái người mà đang điều trị ung thư bằng hóa trị, ngoại trừ cái người điều trị thuốc ức chế miễn dịch cái liều rất là cao, chúng ta mới bàn là cái chuyện nó có nên ngừng hay không ngừng. Thật sự ra tất cả các thứ còn lại đều có thể sử dụng được hết. Nếu sau khi họ tiêm mũi thứ nhất xong họ mới phát hiện là mình mang thai thì đến cái mũi thứ hai, cái lịch trình tiêm nó phải nên như thế nào để đảm bảo an toàn ạ? Mình đang mang thai mình cũng chích ngừa được, thì việc gì là mình chích mũi 1 xong mình mang thai là mình lại không chích mũi 2. Bởi vì nếu mình chích mũi 2 thì nguy cơ mắc bệnh mà không bệnh nặng nó sẽ nhiều, nó sẽ đạt được nhiều hơn nếu mình chích một mũi. Cho nên không có việc gì phải bàn cái chuyện mũi 2 cả. Mang thai vẫn chích mũi 2. Dạ, và có độc giả đặt ra câu hỏi dành cho bác sĩ là tôi có nên tiêm vaccine COVID-19 nếu đang trong quá trình điều trị mang thai IVF hay không? Và nếu tiêm thì tôi nên sắp xếp lịch tiêm như thế nào là tốt nhất? Bác sĩ có thể giải đáp không ạ? IVF thì nó cũng như là một người mong mỏi có thai thôi. Đừng quá suy nghĩ về cái chuyện đó. Cho nên mình cứ chích ngừa và đi làm như bình thường. Đi làm IVF như bình thường. Bởi vì chúng tôi đã thấy rồi, có những đồng nghiệp của mình, có những đàn em của mình vì lý do đó mà hoãn chích ngừa cho tới lúc muốn chích thì không chích kịp. Cho tới lúc dịch bệnh thì chỉ mới chích được một mũi thôi. Tinh thần lo lắng. Nói cái tinh thần lo lắng không là cũng không thể làm IVF được đâu. Thì đâu có thành công. Cho nên theo tôi là cứ chích như một người bình thường đi. Đừng suy nghĩ mình là một cái cơ gì đặc biệt. Đừng suy nghĩ mình đang mong muốn một cái gì đó. Cứ chích người bình thường. Tôi không hiểu tại sao trẻ em nó chích ngừa rất là nhẹ nhàng, trong khi người lớn chỉ có một mũi, hai mũi, cùng lắm là ba mũi chích ngừa Covid thôi. Mà tại sao phải suy nghĩ quá nhiều như vậy, trong khi trẻ em nó chích hàng chục mũi mà nó chả có bị cái gì cả. Dạ. Và với những người mà họ đang mang thai hoặc chuẩn bị mang thai thì trong cái thời điểm này sẽ hơi bất tiện trong cái việc mà thăm khám, siêu âm định kỳ chẳng hạn, thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho họ không ạ? Cho nên cái nguy cơ của người mang thai càng phải chích ngừa. Bởi vì họ sẽ đi thăm khám. Mà thăm khám thì phải tới bệnh viện. Bệnh viện là môi trường như thế nào người ta biết rồi. Đi siêu âm thì cũng phải tới phòng siêu âm, phải tiếp xúc với người nào đó, hỏi chuyện, nguy cơ nó cao lắm. Cho nên mình cũng phải nên chích ngừa. Còn nếu mà mình không chích ngừa được thì mình nên gọi điện thoại tới một cái người bác sĩ mà thân thuộc với mình để mình mô tả, để bác sĩ có đánh giá có cần tới hay không, hay là có thể trì hoãn lại 1 tháng 2 tháng gì đó. Điều đó mình phải nên có một cái mối liên lạc như vậy để mình đừng ra khỏi nhà trong cái thời điểm mà nó quá căng thẳng như vậy. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ.